Xin chào tất cả mọi người. Dạo này nhiều người nói mình đen quá, mình gầy quá. Do đợt này mình có nhiều việc, mình phải đi lại nhiều, di chuyển nhiều ấy. Mà mình không kịp để mang theo chống nắng, rồi quên nào chống nắng các thể loại luôn ấy. Thế nên đợt này đúng là mình cũng gầy và đen thật. Nên là hôm nay mình sẽ phải đắp mặt để làm sao để cho nó trắng lên. Thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái cách đắp mặt mà nó rất là hiệu quả trong cái việc làm trắng tông da mặt nha. Và mọi người có thể đắp ở vùng da cổ và đắp toàn thân khi tắm cũng được. Đó là khoai tây với lại sữa tươi không đường nha. Thì khoai tây hôm nay mình sẽ dùng là khoai tây organic, tức là như này. Khi mà mình đắp lên mặt thì mình cũng nên đắp những cái thứ mà nó không có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật rồi thuốc kích thích tăng trưởng ABCD các kiểu, đúng không? Đấy, thì ở đây mình sẽ dùng khoai tây organic nha, của trang trại nông nghiệp hữu cơ Darwin. Darwin, cái này đạt chứng nhận hữu cơ USDA của Mỹ, EU và GIS. Đấy, khoai tây. Thì cái khoai tây này này, trời ơi các bạn nhìn không? Nhìn đã là thấy ngon rồi. Thứ nhất nó rất là vàng nha, nó rất là vàng luôn ý. Xong bây giờ mình sẽ cán cái khoai tây này cho nó nhuyễn ra mọi người nha. À, giới thiệu luôn cái nhãn dán của nhà mình này, của Vân Khuê Kitchen Eat Clean and Healthy này. Đấy, thì mình sẽ cán thật nhỏ cái này ra mọi người nha. Đấy, trời ơi, cái khoai tây nó mà ngon ý, thì khi mà mình cán thôi mình cũng có cảm giác là cái khoai tây nó ngon rồi mẹ. Nó rất là mềm và nó lại dẻo nữa nha mọi người nha. Trời ơi, khoai tây này ngon đấy. Cái mặt nạ đắp mặt này, ôi dồi ôi, nó rất là mịn luôn đấy mọi người. Vì trước đây khi mình mua khoai tây ý, một số lần mình mua kiểu như mình không mua ở cái nơi mà nó gần cho nó tiện ý, thì nhiều khi khoai tây ý, nó thứ nhất là nó sẽ không có đảm bảo được cái độ mịn, thứ hai nó cũng không được vàng như thế này. Đấy, ôi dồi, trời ơi, khoai tây này mà xuất đi nước ngoài mình nghĩ là sẽ rất là được ưa chuộng đấy. Trời ơi, mà là mọi người nhìn này. Thì trước khi mà mọi người làm ý, trước khi mà đổ sữa tươi vào thì mọi người hãy cán nó thật nhuyễn nha. Thì lúc đắp lên mặt ý, thì nó sẽ thẩm thấu tốt hơn là cái việc mà mình cán, nó cán dối. Đấy. Và mọi người nên cán nhuyễn trước khi mà cho sữa vào. Bởi vì nếu mà cho sữa vào thì bạn tiếp tục cán nhuyễn nó cũng được, nhưng mà nó sẽ khó hơn là cái việc mà bạn cán nhuyễn trước khi mà bạn cho sữa vào. Đấy. Này, trời ơi, rất là ngon luôn. Làm nó cũng nhanh lắm mọi người ạ. Nay thì mình luộc ngô dưới, xong mình hấp khoai tây ở trên. Mọi người có thể hấp hoặc là mọi người có thể luộc đều được nha. Thì lúc mà hấp hay luộc ấy thì mọi người cắt miếng ra cho nó nhanh, thay vì mình để cả củ. Đấy, nói chung là nó cũng nhuyễn rồi đấy. Bây giờ mình sẽ cho sữa sữa tươi không đường vào nhé mọi người nha. Sữa tươi không đường này mình đang để tủ lạnh mọi người ạ. Ui dồi ôi, phải bỏ tủ lạnh đắp nó mới phê. Cái này đắp vào mùa đông ý thì bỏ tủ lạnh nó hơi lạnh, nhưng mà đắp vào mùa hè ý, trời ơi, cho vào tủ lạnh đắp phê pha luôn. Thì cái này là mình sử dụng, hôm nay mình sử dụng là sữa tươi nguyên chất không đường của Amifarm nè. Sản xuất tại hộ kinh doanh Amifarm Mộc Châu, địa chỉ tiểu khu 34 xã Tân Lập, Mộc Châu, Sơn La. Điện thoại 0961149960. Thành phần là 100% sữa tươi nguyên chất. Đấy. Thì cái này là chưa có đạt chứng nhận hữu cơ nha mọi người nha. Hai cái sản phẩm này thì mình đều mua ở xanh sẫm natural and organic. Đấy, mình mua ở xanh sẫm. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cho vào nha. Trời ơi, mặc dù cái này nó chưa đặc chứng nhận hữu cơ, nhưng mà mình thấy nguồn nguyên liệu ở xanh sẫm lựa chọn khá là kỹ đấy mọi người ạ. Mình rất là thích cái cửa hàng này. Đấy, mình cho vào nha. Thì khi mà cho vào mọi người có thể cho từ từ thôi. Thứ nhất là như thế này này, nhiều khi các bạn cho nhiều quá thì nó sẽ bị loãng. Do đó lúc nào mình cũng sẽ để dư một miếng khoai tây để nếu mà loãng mình có thể cho thêm vào. Nhưng mà các bạn để một lúc ý, thì cái khoai tây nó sẽ hút cái sữa tươi này. Thế nên ý, nó sẽ đặc lại. Đó, do đó là nó sẽ đặc lại. Do đó thứ nhất là bạn cho sữa từ từ vào. Đấy,
Nhưng mà một lúc nó mà xe lại ấy, khi mà khoai tây nó hút sữa thì các bạn có thể cho thêm sữa vào. Đấy. Lại tiếp tục cán nhuyễn ra nha. Thực ra nó đã nhuyễn rồi, bây giờ mình sẽ làm cho cái sữa tươi và cái ấy mình đánh cho nó đều ra thôi. Đấy. Đây. Ở trước đó là mình đã làm rồi. Đây mình cho mọi người xem. Đấy. Thì cái này bây giờ mình sẽ đắp lên mặt mọi người nha. Mọi người có thể đắp ở vùng cổ và đắp toàn thân khi tắm cũng được. Rất là hiệu quả trong cái việc là làm trắng tông da đấy mọi người nha. Đấy. À nhân tiện này, giới thiệu với mọi người em hoa hồng xinh không? Hôm qua mình đi làm về có một, thế là mình cứ đi qua cái mấy cái cửa hàng hoa hoặc là ví dụ qua mấy cái cô chú bán hàng hoa bán rong thôi. Trời ơi, không kiềm lòng được, thế là hôm qua mình lại mua chậu hoa này. Trời ơi xinh không? Quá xinh nha mọi người nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục là làm nhuyễn cái này, sau đó mình đem đi đắp nha mọi người nha. Mọi người thử xem rất là hiệu quả đấy. Xin chào tất cả mọi người nha. Bye nha.